đây là con gà nha các bạn. Nó mới trong nồi hấp gà đó, ngon lành không? Thơm ngon nè, đầy đủ gia vị cà chua với chua. À, rau ngò, rau ngò gai, rau gắp cá, rau găm, rau sống, muối muối đâm ớt đỏ, ớt xanh. Rồi các bạn bắt đầu rồi, chúng ta để xuống rồi cái bay gốc bia đầu ra nha. Đầu bia mà rồi rượu rồi chúng ta cho đầu xé con gà ra. Chúng ta chấm sơ miếng ớt rồi kẹp này miếng rau cho nó ngon nha. Rồi xin chào tất cả các bạn nha. Thì buổi sáng hôm nay anh em mình được ông anh nó mời ra nhà chơi. Thì đây là cái khung cảnh là tứ nhà ông anh mình nha các bạn. Đây nè, tứ nhà ông anh mình có con kênh khá là mát nha các bạn. Đây. Thì bây giờ mình sẽ vô nhà để coi ông anh mình hôm nay đãi mình món gì nha. Gà này cỡ hồi nãy anh có căn gà này chưa ạ? Không, đậu khoảng chắc tư cái gửi gì tôi lại rồi. Đậu khoảng thôi nha các bạn, chứ không có căn. Đây giới thiệu các bạn luôn nha, đây là ông anh mình. Ảnh là anh thứ tư mà tên Long, biệt danh đó là Tư Long nha các bạn. Nổi tiếng đại gia Bình Dương. Rồi anh em mình bây giờ mình vô làm gà nha các bạn ơi. Vô làm gà nha. Đây nè các bạn, đây là con gà mình đã làm sạch lông rồi nha. Cái con gà này nãy anh em mình đâu phải con này con kia gửi à. Con gà này bây giờ anh em mình chế biến cái món gà hấp bia tỏi nha các bạn. Món ăn này món ăn mới nha. Cái này anh em mình tự thiết kế mình làm ha. Thì ở đây cái gia vị này bây giờ gồm có nè. Anh em mình chuẩn bị gia vị này có hành, tỏi, ớt, băm nhuyễn ra. Và hai tép xả nha các bạn. Rồi cái phần gia vị cái con ướp để gà hấp tỏi bia này thì anh em ướp nó gồm có cái gia vị này sa tế nha các bạn. Đây, sa tế mình cho chút xíu thôi. Cho nó cái độ thơm chứ không có đỏ nhiều nha. Quá nhiều thì nó cái gia vị nó không ngon nữa. Đây cái bột ngọt mình cho vô khoảng nửa muỗng bột ngọt. Rồi cái nước mắm á, mình sử dụng nước mắm ngon nha. Đây nước mắm ngon đây. Nè, xịt vô một miếng thôi, ít thôi. Rồi cái phần của tỏi nãy á, mình lọt á, thì mình cho hết vô đây luôn. Đó, cho hết phần của tỏi vô đây luôn. Đó, thì các bạn cộng đều những cái gia vị này vô nha các bạn. Cộng đều lên hết. Cho khoảng chừng 15 phút đi cho nó thấm gia vị vô cái tỏi luôn. Rồi lúc đó mình nhét cái phần của tỏi vô bụng gà mình đem ra mình hấp. Đây nè các bạn, đây con gà này mình mới gì mình cắt những cái khớp gà nha, cắt mấy khớp này nè, với lại mình sẽ đùi cái đùi này nó vừa hiện lâu chín nè đó, mình cắt những cái khớp này ra đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình cho tỏi vào cái bụng gà này, tất cả những gia vị luôn nha các bạn. À, bây giờ mình cho gà vô cái thau này nha các bạn. Đó, bây giờ mình cái phần gia vị mình ướp hết vô cái gà nè. Tay mới rửa nha. Nhiều bạn nói không có đi bôi tay không có vệ sinh, nhưng mà mình xé thì mình làm gà với lại tay cũng rửa sạch rồi các bạn ơi. Bây giờ mình cho củ tỏi cho bụng đó nè. Củ tỏi, xả rồi củ hành, ớt, băm nhuyễn ra. Gia vị đi vô những cái phần lòng gà này á, thì các bạn khi mình để con gà vô mình để ở bên hông nó cũng được, để kế bên cũng được, khỏi cần nhét vào bụng nó nha. Chỉ để bây giờ mình cho con gà này á cái nồi.
Có nhiều bạn làm gà hấp tỏi á, thì hấp cách thủy, để cái dĩa xong rồi để gà lên mình mới nấu. Còn anh em mình thì bây giờ bỏ trực tiếp cái nồi luôn, tại vì mình hấp bia tỏi mình không cần cái dĩa đâu ha. Giờ tiến hành mình bỏ vô nồi nha các bạn. Thế nên các bạn, cái gà mình bỏ vô cái nồi này nè. Bây giờ mình bật lên bếp, mình nổi lửa lên nha. Bây giờ cái gà này tạm thời mình hấp như vậy, chưa bỏ bia nha, mình hấp khoảng 10 phút cho cái gà nó săn lại, xong mình mới đổ bia cho mình hấp. Hấp khi nào mà nước nó cạn, nó gần sệt lại á là cái con gà mình nó chín, mà nó vàng gà đẹp lắm nha các bạn. Bây giờ mình đậy nắp lại nha. Rồi bây giờ thời gian nãy cũng được 10 phút nha các bạn, mình dỡ nắp ra nha. Đó, bây giờ thấy gà nó sôi mà nó săn gà lại nè. Thì bây giờ mình chế vô một miếng bia nha, chế ít bia thôi, đừng có chế nhiều. Đó, mình chế khoảng chừng nửa lon bia thôi. Rồi mình tiếp tục mình đậy nắp lại. Mình nấu làm sao chút xíu nữa là con gà nó chín xong cái mình mở nắp ra. Mở nắp ra mình để cho nó sôi, thì là sôi bắt đầu nước nó sệt, nó cạn lại là con gà mình đã chín, nó ngon nha các bạn. Bây giờ mình tiếp tục mình để nắp nha. Rồi các bạn, nãy giờ mình luộc gà nãy giờ cũng được 20 phút nữa rồi nha. Tại vì con gà này gà tơ á, mình luộc thời gian khoảng nửa tiếng là nó hơi mềm rồi đó. Bây giờ mình khui nha. Khói bốc còn nghi ngút nha các bạn. Quá thơm các bạn ơi. Bạn thấy cái nước nó sôi lên không? Gà là mình săn nó chín hết rồi nè. Quá thơm. Bây giờ mình trở đũa lại nha. Mình đảo mình trở con gà lại. Nóng quá. Đó. Đây các bạn thấy gà ở dưới đất này nó săn mà nó vàng đây nè. Bây giờ mình cái thời gian mình nấu này mình trở gà nha, mình không có đậy nắp nữa. Đó, mình để cho nó sôi, nó bốc hơi lên nữa, nó sệt cái nước dưới đây lại á là con gà mình đã hoàn thành rồi nha các bạn. Đây cái khung cảnh này là ở phía trước nhà ông anh mình nha các bạn. Đó, phía bên đây nè, phía bên đây là ngay chỗ cái đường đi xe chạy nha. Ở đây là phía trước nè. Các bạn thấy con sông này mát mẻ không? Dạ, chào các bạn. Ở đây là anh Tư Long nha các bạn. Rồi mình đến nhà bạn mình cũng làm con gà đâu, bia hấp tỏi gà gì nè. Rồi món lạ lạ cho nó ngon miệng. Nhậu hoài ba ốc cua rồi không nổi hết răng rồi. Nhậu này cho đi vui các bạn. Chào mấy bạn nha. Bye. Vậy đi. Đây khung cảnh đây. Ở đây là quá mát luôn nha các bạn. Đây anh em thật sự mà nói thì mình phái những cái khung cảnh mà dân giả nha các bạn ơi. Quá mát luôn. Đây còn đây là cái nồi gà mình nè. Quá hấp dẫn. Đây các bạn ơi, cái món gà hấp tỏi mình á, thì nãy giờ anh em mình cũng chuẩn bị một số rau nha các bạn. Đây nè, mình có cà chua, dưa leo nè, mấy các loại rau thơm nha các bạn. Và đây là cái chén với ớt này, ớt xanh với ớt đỏ nè. Đó, bây giờ đây thì cái nồi gà mình giờ nó sôi quá rồi, nó muốn cạn rồi. Thì bây giờ anh em mình gấp ra luôn nha, gấp ra mâm luôn nha. Đây nè các bạn, thì món ăn mình bây giờ nãy giờ mình nấu nãy giờ cũng được nửa tiếng hồ nha. Cái bây giờ gà hấp tỏi mình đã hoàn thành nè. Đây các bạn thấy gà mình nó vàng kìa không. Quá vàng các bạn. Bây giờ anh em mình khai tiệc nha. Rồi bây giờ anh xẻ gà lên thôi, nhập tiệc thôi. Sáng giờ anh em mình làm mà đầy đói. Chào các bạn nha. Giờ gà mình cũng làm xong rồi, giờ mình đem lên mâm mình lấy gà vậy đi. Vậy tôi cầm đi bia trước nè. Sân mời khán giả đi chứ. Rồi giờ mời quý vị các bạn đều cũng nhập chung với mình chơi với nhau. Rồi đây là món đồng quê, đã đơn giản. Gà hấp tỏi rượu bia. Tỏi nồng y như các bạn ơi. Đó. Nè.
Đây, đây trẻ rồi đó, đổi đây nè các bạn. Cái này đó. Sao giống gà đẻ trứng quá. Đây, gà hấp tổ là vậy nè các bạn. Cái gà nó chín như lắm rồi nha các bạn. Các bạn nhớ đã mềm kèm thêm mấy tép xả vô nữa cho nó thơm nha. Đó. Có tổ có xả nó thơm nó bán được gà. Năng có tổ trẻ tới các bạn. Rồi, vô anh Tư ơi. Vô nha. 1 2 3 vô các bạn vô. Đã quá các bạn ơi. Vậy là tôi chấm cái coi. Mà anh chấm cái gì mới được chứ? Giờ tôi chấm cái gì coi, có cái gà nhà đi, cái phiếu cá đi. À, giờ tôi có gan tôi ăn cái giò đi nha các bạn. Gần nhau đầu cắn nè, đầu chấm ớt cái coi vô nha các bạn vô. Rồi nó còn ngon quá các bạn ơi, còn gì bằng nữa. Mà tôi kèm trơn cái cọng rau rừng này các bạn, miền Tây các bạn có gan này chắc chứ gì. Rồi đây là lá linh lăng này các bạn đó, đây đây là linh lăng đó, mình kẹp vô cái mình nhai nhuyễn cái coi đó, nhiều nó ngon. Sao nhai cái gan khển không ạ? Ngon chứ, đồng trai có cân duyên mà. Trời trời, vậy nó mới ngon chứ. Không biết chân trời à. Nấy cứ thôi coi già cả, lớn tuổi yếu rồi, gan rụng cũng sắp cũng hết rồi. Chấm mấy cái đùi đi. Chấm đùi hả? Cái đùi nấp đâu rồi? Đùi đây nè. Đấy ừ. Vô ngon cái coi. Nó giỡn với các bạn, tôi làm bộ như vậy, tôi ăn nổi đâu, nhiều tao chỉ ăn cái đùi được thôi anh. Gan cổ giờ nó yếu rồi. Lớn tuổi rồi. Không nhậu ba cua ghẻ ốc kia giờ ăn ghẻ hết trội giờ ăn đỡ cái đường gà còn sao. Các bạn chú các bạn vui chào các bạn nha. Gà hấp tỏi bây giờ cũng xong đưa nó mâm rồi, giờ mình cũng mời các bạn uống chung với mình nha. Mời các bạn, này là rượu sâm các bạn, mình không uống bia được, uống rượu à. Mình cũng vậy, mình uống bia được mà uống rượu cũng được thôi. Giờ các bạn cũng nhậu chung cho vui nha. Không đó, gà hấp tỏi là vậy đi. Ở cái đồng quê này, đây là sông nước, đây đó, đây là cây rừng đó, quê em có cây rừng đây được, bên cây lưng làm cái này ngon, thơm ngon đó, mình làm miếng da nữa. Mì da da các bạn, giòn làm cái cọng ngò nó với rau rừng. Đây cảnh quê nó vườn nó có rau rừng. Cảnh đồng quê sông nước nó hữu tình lắm. Nó cũng ngang ngửi với miền Tây thôi. Ngon quá các bạn ơi. Nhưng mà cái miền Tây nhiều cái có món đặc sản mình không biết. Đó. Bây giờ tụi em lên đây có gì làm nấy. Rồi tao hiểu rồi. Vui. Rồi ngồi các anh bạn cũng nhậu chung cho vui. Vậy đi. Qua ra. Đã đâu qua mày uống ngay. Đây ly rượu anh thấy anh gói cho mình nha các bạn. Thì buổi sáng hôm nay thì anh em mình đã làm món gà hấp tỏi, thì bây giờ mình mời tất cả các bạn nha. Nói chung là đại gia đình á thì uống chung với mình một cái ly rượu. Giờ mời tất cả các bạn nha. Này là mình uống cạn một ly luôn nha. Vô. Rồi bây giờ mình chấm miếng nha các bạn. Chấm miếng củ tỏi nha. Củ tỏi này cái chấm muối ớt. Không biết mặn không nữa. Đây, mời các bạn nha. Cái củ tỏi nãy mình ướp á, cái gia vị á, nó thấm vô củ tỏi. Củ tỏi này các bạn, mình cũng ăn thử coi nó thấm như thế nào. Mà mình bỏ vô con gà, cái nước gà nó ra nó ngọt lắm các bạn ơi. Ngon. Nó vừa chín tới còn giòn giòn thơm thơm được. Bây giờ mình ngon. Thử miếng thịt gà nha. Rồi cắt cho em. Xả ớt. Đây nè các bạn, cái miếng thịt nè, thịt gà này mình mới vừa xé xong nha. Cái phần thịt gà nó gia vị nè, nó thấm đều hết cái thịt gà nè. Đó bây giờ mình chấm miếng muối. Đây, mời tất cả các bạn nha. Cái gà này mình hấp phải nửa tiếng á, cái thịt gà nó ngọt và cái độ dai nó rất là dai nha bạn, còn dai còn thịt gà đúng là chất lượng á. Đây rau găm nha các bạn, đây thêm miếng rau găm cho thơm nha. Rồi anh chế hết gà luôn anh thấy, hấp ngon lắm mà. Quá ngon các bạn ơi. Cái món ăn này thì
anh em mình cũng tự thiết kế ra thôi các bạn ơi. Cái gia vị này bữa nào các bạn có thời gian các bạn làm thử món này đi, cái vị nó rất là ngon luôn, nó thơm cái mùi bia với lại mùi tỏi, có xả trong đó nữa, nhưng mà mình nêm nước mắm ngon vô thì cái vị nó rất là thơm, rất là ngon nữa. Bữa nào các bạn mình có đi dã ngoại đi đâu đó thì mình đem gà hấp làm thử theo cách của mình đi, rất là ngon. Bây giờ mà các bạn vô với mình nhau, mình uống bia các bạn uống đế. Thì ai vô các bạn. Thích gì dùng nấy. Giờ mình vô nha, uống xong cái mình chấm cho nó ngon coi. Vô anh Tư ơi. Rồi vô. Một, rồi chúc sức khỏe tất cả các bạn nha. Rồi chúc sức khỏe các bạn. Sai rồi. Vô các bạn ơi. Đã quá. Bây giờ tôi chấm cái đùi gà coi, nãy tôi là bộ ăn cái giò chứ giò đâu găng đâu ăn. Giờ ăn thiệt nè. Đó, giờ chấm nè. Đó. Cắn này nha các bạn, đó, rồi bạn có nó ngon mà nó thấm, nó có mùi vị tỏi, mùi vị xả, ớt, để mà nó thơm, nó nồng, mùi bia, đó, quá ngon con gà. Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay anh em mình làm món này cũng dân dã thôi, mà đi rượu, mời các bạn đi rượu này nha. Cái mình rót bia nha. Ai có bia có rượu sẵn, ai thích uống gì uống nấy. Quá đã. Đây chấm thấy ngồi nhậu vui không bác không? Đó đây dòng sông nè. Đó đây là cây rừng nè. Vô tao lắm. Rồi thôi vô, anh em mình vô. Mời các bạn luôn nha. Rồi mời các bạn luôn. Rồi tay gần mình rồi, chứ anh em mình vô nha. 1 2 3 vô. Em mới đập chứ. Dùng cho các bạn. Đó vậy nó mới ngon các bạn. Chấm đi anh Tư. Chấm chứ. Đùi gà mà không chấm chấm gì, phải không? Vô. Đây, đó, vào, ngon quá. Đó, rồi các bạn kẹp thêm miếng rau găm nữa không? Dạ, bỏ miếng nước nhiều mà sạch nước lại thôi. Rút vụn gà các bạn. Ngặt nước lại, rút vụn gà. Con gà này nãy giờ anh hấp cái này nó thịt nó còn đủ dai đúng không? Dạ. Quá dai luôn, mà ngon. Dạ. Tại vì gà mình thả vườn mình đâu có nuôi. Đúng, gà vườn mà. Kêu con gà chạy bộ á. Vô. Đó, mà anh Tư đi, anh Tư. Rồi vô. Rồi anh Tư cũng mời các bạn xài gần nha. Rồi anh em mình vô đi. Anh Tư, các bạn biết anh Tư năm nay bao nhiêu tuổi chưa? Anh Tư còn trẻ, con gái, chưa có gia đình. Nói chung anh Tư năm nay đã bốn mấy mùa xuân rồi, nhưng mà chưa có mảnh tình dắt dai nha các bạn. Ở dưới miền quê các em á, có em nào ế chồng lên anh? Làm miếng hành nạn các bạn. Ừ. Đó. Làm đấy. Còn nhân không rồi. Ví dụ còn mẹ. Chứa hết luôn. Trời ơi tôi rồi thấy khá gì đâu. Tới tôi chơi hết rồi. Rõ gà về dừa. Ừ. Quá ngon rồi. Tại vì tôi từ từ tôi ăn. Cái đường tôi ăn chưa hết nữa nè. Lăng đúng không? À đúng rồi. Lăng. Là cái rễ của anh lăng đó các bạn. Lăng. Vô. Củ xăm nữa. À củ xăm. Nó hai phần vô đó. Hai cái hai lợi. Và như là tăng cường sinh lý cho các bạn. À. Tốt. Quá ngon. Đi các bạn, để em qua lại ghế. Người ở trong quê. Bên ông đường đi mà ở bên ông bên phải thì trong nước. Bên trái đường đi. Ở đường quê cũng như dưới các bạn vậy á. Đó, thì cũng lên đây nhà, đây là xong. Đường đi đường quê. Nhưng mà nó là ở rồi đường quê thôi. Ừ.
khung cảnh hữu tình, nhậu nó mát mẻ vui vẻ. Vô tôi lông cạn cái lông nãy cạn đi cầm cái. Thôi giờ lông cạn cái coi nãy giờ lông uống cũng nhiều rồi, nãy giờ là quýnh nãy giờ sáu cái lông rồi. Đừng đưa vô cái chết à nha. Dính gì đây? Mất tay luôn vẫn ngon. Bữa nào anh em mình làm món mới nữa ha. Món mới đi. Món nó hấp dẫn món này nữa. Ừ. Món gì? Cốc nước mọi. Không cái món rồi. Vô đâu phải từ góc độ. Từ quảng cáo quá để mốt làm anh quảng cáo sao? À đúng rồi, để từ từ đó phần sau từ quảng cáo. Anh em mình vô nè. Vô nha. Vô 1 2 3. Mời các bạn vô luôn nha. Vô. Vô. Vậy đi vô. Anh Tư phải vui lắm. Nếu các bạn nào biết anh Tư rồi á thì anh Tư cho số điện thoại 8209000 có. Dễ quá được rồi. Đau ruột với anh Tư. Rồi, vô các bạn ơi. Vui nha các bạn. Chứ là mình ăn vô nhậu rồi cho nó vui. Đó. Có hai chút tiếu rồi vậy nó mới vui được. À, sướng quá, quá sướng. Cảm mạnh đi, chúng ta anh em không đâu có ai đâu. Đây các bạn ơi, cái phần đây là cái phần da gà nè, không thấy nó vàng ghê không? À, mời các bạn nha. Thấm vô cái da gòn rồi. Cái mạnh tư lông. Chấm chứ. Nè, đưa gà con nè, chấm nè. Sướng quá, sướng quá, rau nè. Này. Cộng găm nữa, găm nữa. Gà là cái găm nữa. Ừ. Đó, vậy đó kèm găm nữa. Mình đổ nữa, củ tỏi nữa. Rồi cho miếng cộng lấy con dừng vô luôn. Đó mình rồi. Ngò gà có chưa? Có rồi, nằm đang phụ thôi, chứ đúng ra. Đó, phụ rồi. Đó là... Cái món này các bạn biết không là ăn bánh xèo nha. Bánh xèo. Để em chớm cái nha. Ừ, rồi chớm đi. Chớm nè. Món rau rừng này á là bánh xèo là 1 rau rừng, rau sơn là 2, cá nướng đâu, rau chải là 3, gà nó không có nướng. Nói chung là cái nói chung là mấy cái gà đầu nướng là ăn ngon, quá ngon, là ngon thứ 1. Rồi tụi mình các bạn mời các bạn uống chung với mình luôn nha. Cái rau này nhận thơm thiệt, ngon. Ngon ngon thơm. Ngon. Ngon quá các bạn ơi. Vô. Nhậu dài á các bạn đừng có nhậu gì mà cái phép của tấm bèo. Ở nhà các bạn có nướng gà sẵn này, các bạn cứ làm con gà cho nó ngon. Thơm mà nó vừa ăn nó ngon. Khi nào ngán thì các bạn đổ món. Lại hấp cái nước bia vô vô nó thấm vô gà nó ngon sao ấy. Lần như không có nào chưa ăn vô là hấp bia. Được. Rồi mời các bạn vô nha. Đây em mời anh Tư nha. Vô. Vô. Vô anh. Vô. Chúc sức khỏe anh nha. Dạ ok. Chúc sức khỏe anh Thái luôn. Ok ok. Quên nữa, chúc sức khỏe các bạn luôn nha. Quá ngon. Quá đã. Vô anh Thái ơi. Dạ, quên tôm chén còn mà. Vô anh Tư. Vô. Cắm miếng à. À. Quá ngon. Giờ cái clip mình kết thúc tại đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn hãy cho mình một like với một cái đăng ký nha. Xin chúc sức khỏe tất cả các bạn nha. Rồi bây giờ cho anh em mình hẹn gặp lại clip sau các bạn. Bye bye. Bye bye. Chào các bạn nha. Bye. Hẹn gặp